Tính đến ngày 7 tháng 12, vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên đoạn qua xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã nuốt chửng 12 căn nhà, gây thiệt hại ước tính khoảng 35 tỷ đồng. Chia sẻ sự khó khăn của người dân, chính quyền địa phương và nhiều mạnh thường quân đã và đang nỗ lực hỗ trợ. Với phương châm 4 tại chỗ, địa phương đã kịp thời thông tin hỗ trợ người dân di rời đồ đạc và sắp xếp chỗ ở. Đến nay, vụ sạt lở không có thiệt hại về người. Hiện các hộ dân đã được tạm trú nơi an toàn, nhưng hầu hết bà con bị ảnh hưởng đều còn sợ hãi và vô cùng lo lắng về tương lai khi không còn nhà, không còn đất sản xuất. Hiện tại thì giờ này cuộc sống thì cũng là chính quyền nhà nước, bây giờ cũng bà con mạnh thường quân đang hỗ trợ, giúp đỡ. Còn đây trở về sau thì cũng cuộc sống cũng chưa biết sẽ ra sao. Thì cái khó khăn trước mắt hiện tại thì giờ là thấy mất trắng hết rồi, nhà cửa thì giờ đất giường nhà thì giờ nó mất trắng hết. Chia sẻ khó khăn cùng bà con, trước mắt Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng 3 triệu đồng cùng lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết. Nhiều mạnh thường quân ở khắp nơi đã kịp thời đến chia sẻ khó khăn và phát quà, quần áo, ủng hộ tiền, động viên bà con. Hôm qua nay em nhận được những phần quà này, em thấy cũng ấm lòng lắm. Nhưng mà em cũng cầu mong sau này được cái nhà cho con cái nó ở đi học được. Bây giờ mất hết trơn rồi, không còn gì chứ. Theo thống kê mới nhất, mạng sạt lở có chiều dài khoảng 350m, sâu vào đất liền khoảng 200m. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 22 hộ với 109 nhân khẩu. Trong đó, số hộ ảnh hưởng trực tiếp sụp hoàn toàn là 12 hộ. Đây là vụ sạt lở lớn nhất của địa phương này từ trước đến nay. Theo các chuyên gia, vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo cho hậu quả của vấn đề khai thác cát thiếu kiểm soát, nhất là khai thác cát lậu trên các dòng sông của đồng bằng sông Cửu Long. Chiều ngày 7 tháng 12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, làm rõ một trong những hệ giá trị sống cơ bản của tuổi trẻ, góp phần định hướng giáo dục thanh niên rèn luyện, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cống hiến cho Tổ quốc. Để thực hiện khát vọng đất nước hùng cường có thu nhập cao vào năm 2045, Trung ương Đoàn đã phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong thanh niên cả nước với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đợt sinh hoạt nêu trên tại một số diễn đàn, các bạn trẻ đã đặt vấn đề về những khái niệm khoa học, tiêu chí của khát vọng và lẽ sống nào là phù hợp với thanh niên hiện nay, hay làm thế nào để xác định môi trường thúc đẩy, ươm mầm khát vọng. Với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội đầu ngành, tọa đàm Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên đã xác định tiêu chí khoa học và thực tiễn định danh khát vọng cống hiến, lẽ sống của thanh niên hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện hóa khát vọng, lẽ sống trên những lĩnh vực cụ thể gắn với các mục tiêu của tầm nhìn năm 2045. Sáng ngày 7 tháng 12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, các cựu chiến binh, nguyên là sinh viên các trường đại học ở miền Bắc đã tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống cựu sinh viên, chiến sĩ tăng thiết giáp nhân kỷ niệm nửa thế kỷ sinh viên chiến sĩ tăng thiết giáp lên đường ra trận 7 tháng 12 năm 1971, 7 tháng 12 năm 2022. Ngày 7 tháng 12 năm 1951, tròn 51 năm, 100 sinh viên trong tổng số 4.000 sinh viên, theo tiếng gọi tổng động viên, xếp bút nghiêng lên đường ra trận đã được tuyển chọn về binh chủng tăng thiết giáp. Bất chấp hiểm nguy, những người lính sinh viên khi ấy mang theo lý tưởng hoài bão của tuổi trẻ, vượt dãy Trường Sơn, hướng về miền Nam, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Cái cảm giác bây giờ được gặp lại đồng đội sau 50 năm thì nó khó tả lắm. Nó xúc động và có một thoáng gì đó ngỡ ngàng là tại sao thời gian nó đi nhanh như vậy. Về tình cảm là để đồng đội gặp lại nhau vì mỗi người một nơi, mỗi cái hoàn cảnh khác nhau để mà chia sẻ trong cái cuộc sống hiện nay. Nhưng mà đặc biệt là một dịp để mà giáo dục truyền thống, để ôn lại những cái hy sinh, gian khổ, những cái ý chí quyết tâm của một cái thời thanh niên sôi nổi. Cuộc hội ngộ là dịp để các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng sinh viên, chiến sĩ của binh chủng tăng thiết giáp, tri ân các thân nhân liệt sĩ, qua đó nhắc nhớ về truyền thống lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc, nhất là trong những ngày tháng 12 lịch sử với nhiều ngày lễ kỷ niệm quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam.
Thưa quý vị, lễ hội Gò Tháp là kỳ lễ hội lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách tham quan. Năm nay, Đồng Tháp tổ chức lễ tưởng niệm 156 năm ngày mất hai vị anh hùng dân tộc, Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và 10 năm khu di tích Gò Tháp được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian. Lễ hội Gò Tháp tưởng niệm Thiên hộ Dương, Đốc binh Kiều diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12, tức 14 đến 16 tháng 11 âm lịch. Lễ tưởng niệm gồm phần lễ và hội. Phần lễ diễn ra trang trọng với các nghi thức như cúng thần nông, thỉnh sắc, cầu an, thỉnh xanh. Phần hội với các hoạt động như không gian giao lưu, đờn ca tài tử, trà đạo, trình diễn nhạc lễ và văn hóa trầu cau, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp tỉnh Đồng Tháp. Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp được xem là nơi hội tụ của những giá trị đặc biệt về văn hóa lịch sử, khảo cổ và tâm linh gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau. Năm 2012, khu di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt về loại hình di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật.